Siêu thị điện máy Pico xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về chiếc nồi chiên không dầu Kangaroo 12 lít KG12AF1A, giúp việc chế biến các món ăn cực nhanh, cực dễ lại ngon tuyệt. Kangaroo KG12AF1A sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn nên không chiếm nhiều diện tích không gian, nhưng vẫn nấu được đa dạng món ăn cho cả gia đình. Nồi chiên được thiết kế bắt mắt, kết hợp với màu sắc trang nhã, đem lại điểm nhấn nổi bật, mang đến sự đẳng cấp, tiện nghi cho mọi không gian bếp. Nồi chiên không dầu KG12AF1A có dung tích 12 lít, giúp nấu chín được nhiều thực phẩm mà không cần chia thành nhiều mẻ chiên nướng. Dung tích cỡ lớn phù hợp với những bữa ăn gia đình, các bữa tiệc. Với công suất mạnh lên tới 1800W, giúp món ăn được nấu chín nhanh hơn mà vẫn đảm bảo thức ăn thơm mềm bên trong, vàng giòn bên ngoài, giữ được hương vị vốn có của thực phẩm. Công nghệ Rapid Air làm giảm tối đa lượng mỡ thừa so với kiểu chiên rán trên chảo ngập dầu thông thường, bảo đảm an toàn cho sức khỏe tốt hơn, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tim mạch, máu nhiễm mỡ, béo phì. Nồi chiên không dầu KG12AF1A hỗ trợ rút ngắn thời gian nấu nướng nhanh hơn, giảm bớt vất vả cho người nội trợ mà cả gia đình vẫn có món ăn ngon đậm đà hương vị mà không lo béo. Ngoài ra, mặt kính ở lò thiết kế mới giúp người dùng có thể dễ dàng quan sát thực phẩm bên trong mà không cần phải tháo ra kiểm tra, cũng không cần lo lắng thực phẩm bị cháy khét, giúp món ăn tròn vị hơn. Nồi chiên có bảng điều khiển cảm ứng dễ dàng điều khiển, cho phép người dùng dễ dàng quan sát và tùy chỉnh. Nồi chiên có thể điều chỉnh nhiệt độ lên tới 200 độ C để mang lại hiệu quả nướng tốt nhất. Nồi sẽ tự ngắt khi thức ăn chín. Với bảng điều khiển này, người nội trợ sẽ có thể dễ dàng thao tác, ghi nhớ và sử dụng. Nồi chiên không dầu được thiết kế đơn giản cho bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, phù hợp với mọi gia đình. Khi cài đặt nhiệt độ phù hợp, sẽ cho ra những miếng rán đậm vị, giữ được độ ẩm của thức ăn, làm cho món ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.